Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với phần review của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ không review về một cuốn sách nữa, mà mình sẽ review về một khóa học. Và khóa học này rất có ý nghĩa và giá trị với mình vào thời điểm này, đó là khóa học CEO 4.0. Và ngày hôm nay mình sẽ review về bài 1 và bài 2, nội dung của khóa học CEO 4.0 nhé. Ok, ở bài số 1 thì thầy giáo Ngô Minh Tuấn có thể giới thiệu với chúng ta về 5 giai đoạn học. 5 giai đoạn học này của khóa học gọi là phương pháp on-off. Ở khóa học on-off có nghĩa là sao? Nó là sự kết hợp giữa online và offline. Ở giai đoạn 1, bạn sẽ học khóa học này hoàn toàn online, sẽ cung cấp các lý thuyết, các nền tảng và các công cụ. Ở đây, bạn nên tổ chức cho lớp mình, bao gồm chính là những nhân viên của mình, được ngồi học cùng, được học để xem, bởi vì bạn sẽ tạo ra một sự đồng bộ về mặt kiến thức và nội dung và tư duy cho toàn bộ các nhân viên, đội ngũ, các lãnh đạo cấp cao của bạn. Ở giai đoạn số 2 là giai đoạn bạn sẽ đi đến cùng với thầy để có thể đặt ra những câu hỏi, ứng dụng các công cụ vào trong học tập. Ở giai đoạn số 3 sẽ là giai đoạn để trả lời các câu hỏi. Giai đoạn số 4 là giai đoạn sẽ đồng thời trả lời các câu hỏi ứng dụng mà bạn đã áp dụng vào trong doanh nghiệp của mình. Và cuối cùng, ở giai đoạn số 5, bạn sẽ tiếp tục là đây là những câu hỏi online khi mà trong quá trình ứng dụng gặp phải những khó khăn thì tác giả sẽ quay các video để trả lời cho bạn trên một group mà trong đó có những người học cùng với bạn. Và đó là nội dung của khóa học on-off. Còn tiếp theo ở bài số 2 là một bài mà mình khá là yêu thích. Đó là phương pháp về tư duy. Về phương pháp tư duy của não bộ thì cũng như thế nào? Bạn sinh ra và lớn lên trong một môi trường, bạn không có quyền quyết định nhưng có quyền lựa chọn. Cái việc môi trường này sẽ ảnh hưởng như thế nào? Thì chúng ta sẽ biết được rằng là môi trường có những cái tác nhân về con người, về hoạt động. Thì ở đây thì môi trường này sẽ có ảnh hưởng đến những thái độ của bạn, đến cái cuộc sống của bạn xung quanh. Và bạn sẽ tiếp nhận những cái kiến thức này như thế nào? Thì nó sẽ thông qua 5 giác quan. 5 giác quan đó bao gồm có tai, mắt, mũi, miệng, thân thể và lưỡi. Thì với những kiến thức như thế này, thì những cái nội dung xung quanh cuộc này thì hoàn toàn sẽ phụ thuộc vào việc bạn sẽ phản ứng như thế nào. Cái đấy nó phụ thuộc vào bạn. Và với mỗi một cái phản ứng của bạn sẽ hình thành nên những cái thái độ, những cái niềm tin, những cái tích cực trong bạn, nó sẽ lưu lại trong cái tiềm thức, trong cái trí não của bạn, và nó hình thành cái niềm tin. Và từ đó trở về sau thì mỗi một cái quyết định của bạn, hay là mỗi một cái biểu hiện trong cuộc sống, hay mỗi một cái nhận định trong cuộc sống nó sẽ diễn ra, thì nó sẽ bao gồm là từ việc là bạn sẽ nhận thức rằng là niềm tin này của mình đúng hoặc niềm tin này mình của mình sai. Và nó càng mạnh thì sẽ tạo thành cái hình thành cái niềm tin càng vững chắc. Và từ đó cho thấy rằng là nếu mà bạn đã có một niềm tin từ bé, nếu bạn sinh ra trong nhà cảnh nghèo khó thì bạn sẽ luôn luôn nghĩ đến cơm áo gạo tiền. Nếu bạn sinh ra trong một nhà nghệ sĩ, bạn sẽ luôn luôn muốn cống hiến những cái giá trị về nghệ thuật cho xã hội. Nếu bạn sinh ra trong một gia đình về doanh nhân thì bạn sẽ mong muốn là kiếm tiền và làm giàu. Và đó tạo nên từ bé nó sẽ ảnh hưởng đến bạn rất nhiều. Vậy bài học ứng dụng ở đây là bạn hãy quyết định xem mình sẽ chọn một cái môi trường sống như thế nào, chọn xem cái thái độ của mình như thế nào để hình thành cái niềm tin. Nhưng ở khóa học này thì sao? Cái action lớn nhất và quan trọng nhất đó là hãy xóa bỏ những niềm tin cũ kỹ. Những niềm tin mà bạn đã cho rằng từ trước đến nay là đúng, để từ đó bạn có thể học được nhiều nhất, ít phán xét nhất, lắng nghe nhiều nhất. Còn chưa bàn đến việc bạn có áp dụng hay không, nhưng quan trọng nhất là bạn phải tiếp thu được nó đã. Và những điều này rất quan trọng. Và mình tin rằng phương pháp tư duy não bộ này sẽ cho bạn một cái quyết định để việc bạn sẽ học được khóa học này ra làm sao. Thì đó là nội dung của bài 2 trong cái phần khóa học CEO 4.0 này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.